Sáng ngày 25 tháng 4, Thượng tá Phạm Thành Trung, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, vừa bàn giao Hồ Quốc Việt, 42 tuổi, cho phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy PC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển ma túy. Trước đó, chi cục hải quan chuyển phát nhanh, cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một kiện hàng nghi vấn chứa ma túy xuất đi Úc. Kiện hàng được vận chuyển từ bưu cục Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục xuất đi Úc. Quá trình soi chiếu, hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nghi vấn nên kiểm tra thủ công kiện hàng, phát hiện bên trong chứa 8 hộp khẩu trang y tế, trong mỗi hộp đều có một số khẩu trang chứa chất bột màu trắng bên trong. Test nhanh chất bột màu trắng dương tính với thuốc thử heroin, trọng lượng khoảng 1 kg. Sau đó, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh gửi văn bản đến BC04. Đồng thời, BC04 cũng nắm được thông tin việc đang ở tỉnh Vĩnh Long và có khả năng vượt biên qua Campuchia, nên chiều ngày 23 tháng 4 đã gửi văn bản đến đồng biên phòng cơ khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây đề nghị phối hợp Đến ngày 24 tháng 4 năm 2023, lực lượng trinh sát ngoại biên của đồn biên phòng đã phát hiện việc đang ở quán karaoke thuộc khu vực cửa khẩu Somrong, Campuchia, cách biên giới đối diện cửa khẩu Mỹ-Quý Tây khoảng 1 km và đã đề nghị đồn công an cửa khẩu Somrong hỗ trợ điều chuyển việc về Việt Nam. Khi việc đến bãi giữ xe ở ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, tổ công tác của đồn biên phòng đã tiến hành tiếp cận, kiểm tra việc cùng ô tô của việc thì phát hiện bên trong có 3 túi ni lông chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy, với trọng lượng 41,27 gram. Việc thừa nhận đây là ma túy loại ketamin mua ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 11 triệu để sử dụng. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy việc dương tính với ma túy.